Bà ơi con chào bà. Dạ cảm ơn dạ. Chú. Con thấy bà nè, bà đi lụm mấy gì dạ? Dạ đi lụm bọc chú ơi. Lụm bọc hả? Dạ. Dạ. Lụm bọc ở ngoài đường á mọi người ơi. Dạ. Bà lụm bọc rồi lụm mấy gì nữa dạ? À lụm bọc rồi có cái chai này nữa nè chú, có chai này nữa nè. Dạ lụm dạ. Chai hả? Dạ lụm bọc lụm chai luôn. Dạ. Dạ. Chắc là thương lụm bọc lụm chai. Dạ. Thương. Rồi bà ăn gì chưa? À, dạ mua ổ bánh mì 5.000 ăn rồi chú. Vậy hả? Dạ. Ổ bánh mì 5.000 hả? Dạ. Đó bà đi lụm nghe, lụm bọc ở đâu có bọc có gác có gì vậy? Bà đi lụm ở bên đường á dạ. Dạ. Bà đi lụm bên đường nè, rất là thương bà. Đó. Bà tên gì dạ? À, tên Bông chú. Tên Bông hả? Dạ. Bà nhiêu tuổi hả? Dạ 68 tuổi. Lụm bọc ở đây. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, khỏi đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương ha bà. Dạ. Ngày nay có cô Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh á. Dạ. Xin gửi tặng bạn 100.000 chia sẻ chút yêu thương bà, mua gì bà ăn dạ. Nha. Dạ vậy cảm ơn chú, cảm ơn nói cô hả? Dạ cô Mạnh dạ. Thường Quân thành phố Hồ Chí Minh. Dạ cảm ơn cô Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ hết lòng biết cảm ơn cô nghe cô. Dạ. Cô giúp đỡ cho tôi. Chúc cho cô được mạnh khỏe bình an khỏe dồi dào sức khỏe để cô làm từ thiện vậy. Dạ. Phải làm từ thiện không chú không biết dạ, nữa. Cô làm từ thiện cô cho bà đó. Dạ. Rồi một lần nữa con xin cảm niệm và tri ân tấm lòng bao la cao cả của cô Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh cho yêu thương tặng dạ. Niềm vui cho bà nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ chị cảm ơn. Dạ rồi con chào bà. Dạ. Bye bye bà dạ, nha. Dạ. Cũng chúc chú khỏe mạnh dạ. Để đi làm. Rồi đây mấy cái bọc gác.